Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ cập nhật lại dự án nhận 1.000 token CBSN nè bạn. Thì hiện tại trên trang của MarketCap nó đã cập nhật lại một link form mới các bạn. Thì những bạn nào đã làm thì làm lại nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay thì các bạn cần phải đăng ký có một cái tài khoản trên CoinMarketCap.com các bạn. Sau khi có tài khoản trên CoinMarketCap.com xong thì các bạn follow account Twitter nữa, tất cả trang mạng xã hội nữa bạn, like Facebook nữa, follow Instagram nữa, và join vào kênh channel của dự án nữa bạn. Sau khi làm xong những nhiệm vụ này các bạn mở link form ngay các bạn, nhấp vào link form này vì mình đã làm rồi hết rồi các bạn. Sau khi các bạn vào link form các bạn lướt trang các bạn, account anh làm cửa chính này các bạn, đây các bạn join vào nhóm group nữa các bạn. Các bạn chạy xíu nữa các bạn. Sau khi các bạn xôn xào nhóm group xong thì các bạn mới đập lên nè các bạn. Các bạn mở link form lại, các bạn điền lại username mình chỗ này nè các bạn. Các bạn xôn xào nhóm Telegram group của nó, các bạn được cập trang nè các bạn. Cộng anh 1133 nè. Chút xíu nó tồi mạng nè. Hiện tại giá của con này lên khá là cao các bạn, 0.6. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên tài khoản của CoinMarketCap nữa các bạn. Rồi các bạn chọn dòng mục này nha các bạn. Tiếp tục follow John Telegram rồi. Verify Fast Backup Superlin Verify. Tiếp tục các bạn vào đây các bạn follow dự án nha các bạn. Thì trên tờ Twitter mình đã follow rồi các bạn. Các bạn chỉ bắt đập lại thôi. Các bạn gỡ lại đường link bờ profile Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình gỡ lại nè. Các bạn nhập cho 3 giờ bên cùng, nhập cho 1 cuộc sơ nè. Các bạn nhập cho 3 bên cùng, nhập cho chia sẻ nha các bạn. Phi quá mà nói chuyện lớn không được, các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép cho khánh tâm nè. Sau khi sao chép dạy như tổng xong thì các bạn bắt đập lên nha tất cả các bạn. Các bạn dán đường link của mình vào đây nè. Tiếp tục như bạn review bài viết này nè các bạn. Bạn nhấp vào đây nha tất cả các bạn. Like, review, follow the tweet. Rồi nha các bạn chỉ like nè. Các bạn chia chắn cái tweet nha các bạn. Các bạn test lại nè. Rồi các bạn follow tweet. Các bạn chậm xíu nha các bạn. Rồi các bạn bình luận nâng cái luôn đi các bạn. Good. Giờ các bạn test lại nhau, trả lời luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại. Mở lưu phẩm lại. Tiếp tục các bạn bấm vào retweet. Tiếp tục các bạn gọi là địa chỉ C19 chocolate của mình nha các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ anh thác mình nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm gỡ. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 1.000 token CBSN đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.